Ngoài những quyền căn bản của con người, người lao động còn có các quyền khác theo đặc tính riêng biệt với bản tính đặc thù của lao động. Có hai quyền căn bản sau đây. Quyền thứ nhất là quyền được hưởng lương công bằng và được phân chia lợi tức. Người lao động có quyền được hưởng mức lương đảm bảo các phương tiện chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tâm linh của họ và những người phụ thuộc vào họ, căn cứ trên chức năng và năng suất của mỗi người cũng như hoàn cảnh của doanh nghiệp và công ích. Chỉ căn cứ trên sự thỏa thuận giữa chủ và thợ về số tiền nhận được là chưa đủ đánh giá mức lương công bằng. Vì lương công bằng không được thấp hơn mức sống của người lao động. Lương công bằng là kết quả chính đáng của lao động. Người lao động phải được phân chia lợi tức khi tham gia lao động. Sự phân chia lợi tức một cách công bằng sẽ dựa vào các tiêu chuẩn sau đây. 1. Là của công lý giao hoán. 2. Là của công lý xã hội. Tức là xét tới giá trị khách quan của công việc đã làm và phẩm giá của người làm công việc ấy. Sự thịnh vượng kinh tế của một quốc gia không chỉ được đo lường bằng số lượng của cải quốc gia đó làm ra. Sự thịnh vượng đích thực là sự thịnh vượng với những chính sách xã hội thích hợp để phân chia lợi tức. Quyền thứ hai của người lao động là quyền đình công. Giáo huấn xã hội của giáo hội đã nhìn nhận sự chính đáng về việc đình công. Đình công như một loại tối hậu thư phải luôn là một biện pháp hòa bình nhằm đưa ra những yêu cầu về quyền lợi của người lao động. Đình công sẽ trở thành không thể chấp nhận được khi nó có bạo lực đi kèm, hay khi các mục tiêu nêu ra không trực tiếp liên quan tới điều kiện làm việc hay đi ngược lại vấn đề công ích. Tóm lại, có hai quyền lợi đặc thù của người lao động. Thứ nhất là quyền được hưởng lương công bằng và phân chia lợi tức. Thứ hai là quyền đình công.